Xin chào anh em đã quay trở lại với channel của Laughter Z, mình là Duy View. Hôm nay chúng ta đến một cái chuyên mục gọi là chuyên mục gương mặt thân quen. Chiếc Lenovo Legend 5 này đó lẽ là một dòng sản phẩm laptop gaming trong phần khúc khoảng 20 đến 30 triệu thì anh em rất là quen mặt rồi. Nhưng mà cũng chính vì cái mức giá có phần là nhiều lựa chọn như vậy, thế nên là cấu hình chúng ta cũng có một muôn vàn những sự lựa chọn luôn. Và năm nay Lenovo rất là ưu ái những cái thị trường ở nước ngoài và thậm chí cả thị trường Việt Nam. Chúng ta có một phiên bản option cực kỳ là hấp dẫn và rất nhiều anh em quan tâm đến phiên bản option này. Đây là phiên bản Ryzen 7 4800H, cao đồ họa Gothic 1660 Ti và màn hình 144Hz của màu đài anh em nhé. Và trong video này anh em và mình hãy cùng đi tìm hiểu về cấu hình, hiệu năng tản nhiệt của cấu hình mạnh mẽ như này, chất lượng màn hình của chiếc máy này ra sao và đặc biệt là những cái điểm tốt và chưa tốt trong tầm giá của chiếc Lenovo Legend 5 này nhé. Và ok, anh em đang muốn tham khảo những mẫu Lenovo Legend 5 này hoàn toàn có thể tham khảo tại cửa hàng Laptop AZ với mã giảm giá AZ300. Chi tiết chương trình và link sản phẩm mình sẽ để dưới phần mô tả video để anh em tham khảo. Và bây giờ thì hãy cùng mình bắt đầu đi tìm hiểu em Lenovo Legend 5 này nhé. Đến với điều đầu tiên anh em sẽ quan tâm là cấu hình. Có lẽ các phiên bản mình thường review là phiên bản cấu hình 1650-1650T thôi. Với phiên bản hôm nay thì chúng ta có phiên bản gần như là max option của chiếc máy này, Ryzen 7 4800H với 8x16 luồng, cùng với đó là card đồ họa tầm trung của Nvidia GTX 1660 Ti, 16GB. Và tất nhiên rồi, anh em hoàn toàn chiến tất cả những tựa game hiện nay. Đặc biệt với tựa game eSports thì với Ryzen 7 8x16 luồng, anh em chơi hoàn toàn mượt. Lúc nào mình chơi game như là Valorant chẳng hạn, mình chơi lúc nào ở max setting cũng trên 100fps, cực kỳ là ngon và tuyệt vời. Cùng với đó là nếu anh em chơi ở mức game cao hơn một chút như là Call of Duty Warzone chẳng hạn, mình để max setting nhá, thậm chí là qua cả cái mức VRAM mà máy có thể chịu đựng được mà Call of Duty Warzone vẫn cho được khoảng 80-100fps anh em ạ, không bị tụt FPS quá sâu một chút nào luôn. Và hiệu năng của máy trong quá trình chơi game thì rất tốt, mình phải gọi là rất là tốt, khi mà CPU hoạt động ở mức rất là cao. Thế nên là nhiệt độ của CPU cũng khoảng 85-95 độ C. Theo mình nghĩ là chấp nhận được, tại vì card đồ họa của máy cũng rất là mát mẻ thôi, card đồ họa chỉ khoảng 70 độ C. Và tiếng quạt của máy sẽ là một điểm ăn tiền trong chiếc Lenovo Legend 5 này. Khi mà ở mức trung bình thôi, rất là thoải mái và dễ để anh em sử dụng trong quá trình mà anh em chơi game trong một thời gian dài, không bị quá ồn mà làm phiền anh em đúng không? Tổng kết lại về cấu hình thì mình nghĩ là với Ryzen 7 1660 Ti 16GB thì thật sự rất là khó để tìm ra một tựa game nào làm khó được chiếc máy này. Hay là nếu anh em nào chơi những tựa game cần ray tracing thì có lẽ là sẽ làm khó được chiếc máy này đấy. Điểm thứ hai khiến cho anh em rất hóng ở phiên bản Lenovo Legend 5 này chính là màn hình. Chiếc máy đang sở hữu màn hình tấm nền là IPS, độ phân giải Full HD, tần số quét là 144Hz và đặc biệt là phổ màu mình có cân qua bằng Spider-X Align thì mình thấy là 100% sRGB về độ phổ màu nha, 76% Adobe RGB, độ sáng là 376 nit, lên tay là 1.6. Đây là một màn hình có thể nói là trong tầm giá khoảng 27 triệu thì nó phải gọi là vượt tầm luôn anh em ạ. Anh em hoàn toàn có thể chơi game tốt trên màn hình này. Cùng với đó là nếu anh em làm đời về đồ họa này, chỉnh sửa ảnh, thiết kế, chỉnh màu video thì hoàn toàn rất phù hợp vì Delta ở mức khá là chấp nhận được. Cùng với đó là phổ màu cực kỳ tốt thì mình nghĩ đây là một màn hình có thể gọi là chơi game, làm việc thì hoàn toàn là toàn năng luôn. Cái yếu tố thứ ba mình muốn bàn cập đến anh em hôm nay chính là giá bán của chiếc Lenovo Legend 5 này so với các đối thủ cùng phân khúc. Đó là khoảng là 27-28 triệu cho cấu hình với màn hình mình vừa nêu trên. Điểm qua một chút nhá, chúng ta có hai đối thủ mà rất nhiều anh em quan tâm. Đó là chiếc HP Omen phiên bản AMD, cùng với đó là chiếc TOS A15 cùng một cấu hình nhá. Thì với TOS A15 cùng cấu hình, chúng ta có mức giá rẻ hơn vào khoảng 25 triệu 9 đến 26 triệu. Chiếc máy đó thì có màn hình thì là hơi kém hơn một chút so với chiếc Lenovo Legend 5 này. Thiết kế thì có phần hơi quá hầm hố và trẻ trung, và đặc biệt là tản nhiệt chiếc máy đó thì chưa được mát cho lắm. Thì chiếc Lenovo Legend 5 này lại giải quyết được rất nhiều vấn đề, như là chiếc máy này có thiết kế để nhìn thanh lịch hơn, cùng với đó là màn hình chất lượng lại cao hơn chiếc TOS A15 này nữa. Mức giá của chiếc Lenovo Legend 5 này thì có mức giá vào khoảng 27-28 triệu. Nên anh em đặt hàng trước ở Laptop AZ thì sẽ được giảm 1 triệu nữa, cho nên mức giá này chiếc máy này sẽ vào khoảng 27 triệu anh em ạ. Hay là chúng ta nhìn qua một chút với cả chiếc HP Omen, cao tiền hơn một chút vào khoảng 30-31 triệu đồng. Chúng ta có một chiếc máy chất lượng hiện cao cấp hơn này, logo thì đẹp hơn, thiết kế thì chăm chút tỉ mỉ hơn. Nhưng mà có một bù lại là tiếng quạt của chiếc máy nó thì hơi ổn một chút và mức giá thì lại đắt hơn chiếc máy này khoảng 2-3 triệu đồng. Thế nên Lenovo Legend 5 lại nằm ở khoảng giá ở mức giữa hai cái đối thủ vừa mình vừa kể trên. Cùng với đó là cân bằng giữa hiệu năng này, tản nhiệt và thiết kế thì có vẻ là rất là nhiều anh em yêu thích và hợp lý với túi tiền anh em bỏ ra. Vậy thì anh em nghĩ sao về chiếc Lenovo Legend 5 này?
Tổng kết lại về 3 điểm mình vừa chia sẻ cho anh em ở trên. Với chiếc Lenovo Legion 5 này, đầu tiên anh em có một chiếc máy hiệu năng tốt, chơi game cực kỳ mượt mà, cũng với đó là tản nhiệt có tiếng quạt ở mức trung bình thôi. Điểm thứ hai là màn hình ở chất lượng rất cao. Thứ ba là giá bán so với các đối thủ của Vân Cúc rất là dễ chịu và có rất là nhiều ưu điểm với chiếc máy này. Vậy thì anh em nghĩ sao về chiếc Lenovo Legion 5 này? Hãy để dưới phần bình luận anh em dưới phần comment nhé. Và đừng quên like, subscribe, chia sẻ video này nếu anh em thấy video này hữu ích. Và anh em có thể tham khảo chiếc Lenovo Legion 5 này tại cửa hàng Laptop AZ với mã giảm giá AZ300. Chi tiết chương trình và link sản phẩm mình sẽ để dưới phần mô tả video. Và bây giờ thì xin chào anh em. Hẹn gặp lại anh em trong những video lần sau. Đừng quên like, subscribe, chia sẻ nha. Tạm biệt.